Hôm nay chia sẻ cho anh em một câu chuyện hy hữu mình từng gặp phải. Mặc dù đang bị sụt sịt mũi do thay đổi thời tiết nhưng vẫn cố gắng gượng dậy làm cho anh em video. Giọng nói thì nó không chuẩn lắm, mong anh em thông cảm. Chẳng là hôm nay có một bạn nữ đến bên mình trải nghiệm và chốt em Fujifilm XA10. Đây là một chiếc máy ảnh có mức giá khá mềm với chất lượng tốt trong phân khúc từ tầm 5 triệu. Nếu các bạn quan tâm đến máy ảnh này, chúng ta có thể tìm kiếm từ khóa XA10 trên thanh công cụ. Mình nghĩ là không riêng gì kênh mình mà sẽ có rất nhiều các kênh khác cũng sẽ nói tới video giới thiệu về em nó. Chuyện sẽ không có gì để nói nếu như đến tối mình nhận được một đoạn tin nhắn với nội dung như sau. Chỉ với ngay video trước thôi, mình đã đề cập tới vấn đề là có khá là nhiều bạn nói thẳng ra là thích những cái máy ảnh cho ra chất lượng hình ảnh mờ ảo như kiểu máy ảnh compact giá rẻ. Và hôm nay mình đã tận mắt thấy tai nghe như hình ảnh mình gửi ở đây. Qua một loạt tin nhắn qua lại với nội dung giải thích cho em gái này hiểu rằng chúng ta có thể hạ độ sắc nét thông qua một chút cài đặt ở trên máy ảnh. Nhưng dường như là không thể thay đổi được ý định của em gái này. Và em gái vẫn nhất quyết đổi máy với một lý do sâu xa ở phía dưới đây. Mình thì không rõ bên máy ảnh du lịch compact đã nhồi nhét những gì vào đầu các bạn trẻ. Nhưng máy ảnh hiện nay có xu thế chung đều là cố gắng tạo ra những bức ảnh sắc nét nhất với bộ xử lý tốt và bắt nét nhanh nhất. Trong khi các bạn lại muốn nó có một hiệu ứng mờ ảo như những cái máy compact này, compact nọ là rất khó. Lúc trên máy ảnh compact cho ra màu vintage, mình đã có một cái video hướng dẫn cho các bạn làm bẩn cái thấu kính ở mặt trước để tạo ra những bức ảnh kiểu dạng như kiểu vintage. Sau đó họ lại lùa các bạn bằng cách là nghĩ ra nào là màu nắng này, màu thơ này, hay là màu thanh xuân vườn trường ABCXZ. Đặc biệt hiện tại này đang rộ lên cái trend là chụp với đèn flash cóc rọi sáng đánh bóng mặt lên. Các bạn biết vì sao những chiếc máy ảnh compact nó buộc phải bật đèn flash không? Vì cơ bản những cái chiếc máy compact này quá cổ, công nghệ đã cũ, cộng thêm với cảm biến rất nhỏ. Chỉ cần chụp trong điều kiện ánh sáng hơi yếu một chút, nếu các bạn không bật đèn flash thì tất cả những bức ảnh chụp ra gần như không thể ngửi nổi. Vấn đề này ở trên những chiếc máy ảnh ống kính rời được khắc phục khá là tốt. Việc bật đèn flash nơi ánh sáng yếu là rất đúng đắn, nhưng những đèn flash cóc trên máy có sẵn ấy, thường có hiện tượng lóa sáng đối tượng cần chụp nhưng tối thui ở phần hậu cảnh. Đó là do công suất quá nhỏ của nó. Nói đến đây sẽ có nhiều người thầm nghĩ trong đầu và phản bác lại là tại sao em vẫn thấy có những người chụp máy ảnh compact cho ra ảnh đẹp đó thôi, bla bla. Chúng ta cần phải đặt ra một số câu hỏi như sau. Những bức ảnh đấy thì bản thân các em đó có xinh hay không? Khả năng stylist hay có nghĩa là cái tạo dáng của họ ra làm sao? Góc chụp của họ có chuẩn hay không? Không gian và thời gian họ chụp có giống các bạn chụp hay không? Những yếu tố như là mẫu xinh này, góc chụp tốt này, không gian, ánh sáng là những thứ mà các bạn có thể quyết định được. Máy ảnh nó chỉ là một công cụ, nó không quyết định được nội dung bức ảnh đẹp hay xấu. Những máy ảnh có thể can thiệp được rất sâu vào những thông số kỹ thuật bên trong như chỉnh độ sắc nét, tương phản hay màu sắc thì các bạn hoàn toàn có thể làm được những bức ảnh đó mờ đi, hoặc trên điện thoại chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng app để làm cho những bức ảnh đó mờ đi hoặc xóa đi những khuyết điểm trên khuôn mặt. Nhưng ngược lại, những chiếc máy ảnh compact bản thân ngay từ ban đầu nó đã bị mờ ảo ở bất cứ lý do gì thì dù các bạn có thể chỉnh sửa đến đâu đi nữa thì nó cũng không thể sắc nét được vì nó bị giới hạn vật lý và khoảng cách công nghệ. Nói đến đây, mong em gái mà anh đề cập trong video ấy, nếu có xem được video này thì thông cảm cho anh. Anh không hỗ trợ được vụ đổi máy này vì thứ nhất là anh không có máy đấy để đổi, và thứ hai nữa là anh không thể nào đổi máy khi mà máy của em lại chụp quá nét, nó cứ sai sai kiểu gì ấy. Hy vọng các bạn đang có ý định mua máy ảnh cần phân tích và cân nhắc kỹ là nên chọn máy ảnh theo cảm hứng, theo trend hay là theo đam mê nhé. Vì nếu mua theo cảm hứng, theo trend, trào lưu thì các bạn thích máy gì mua máy đó và bỏ luôn mấy cái video sàm lông vớ vẩn của kênh mình đi vì nó chả giúp ích gì cho các bạn lắm. Còn nếu vì có chút đam mê và muốn nhập môn, tìm hiểu sâu thì những chiếc máy ảnh có thể thay đổi được ống kính, có nhiều chế độ chỉnh tay sẽ phù hợp với các bạn hơn. Hẹn gặp lại các bạn những video tiếp theo khi mình trên tay những chiếc máy ảnh cũ khác nhé. Cảm ơn các bạn.